Táo bón là một vấn đề tiêu hóa thông thường. Biểu hiện của bệnh là không thường xuyên đi tiêu, ít hơn 3 lần một tuần, đi phân cứng, khô và gặp căng thẳng trong quá trình đi tiêu. Táo bón thì thường không nghiêm trọng nếu như là được điều trị dứt điểm trong thời gian ngắn. Nhưng nếu là táo bón kinh niên thì có thể gây ra nhiều biến chứng và những dấu hiệu tiềm ẩn rối loạn nghiêm trọng. Do đó thì để điều trị táo bón kinh niên là một vấn đề rất là cấp thiết, và để tránh gây ra những biến chứng nguy hiểm như là trĩ, nứt hậu môn, viêm đại tràng và đặc biệt là có thể dẫn đến ung thư đại tràng. Phương pháp điều trị táo bón kinh niên mà không cần sử dụng thuốc thì chúng ta nên uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả thì sẽ giúp điều trị táo bón kinh niên. Bổ sung nước đầy đủ hàng ngày thì sẽ giúp duy trì tốt hoạt động của hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Ngoài việc uống nước trực tiếp thì chúng ta hãy ăn nhiều rau xanh, hoa quả trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Trong rau xanh thì có chứa rất là nhiều chất xơ, nước có tác dụng tốt trong việc nhuận tràng và tăng cường tiêu hóa. Chuối, táo, thanh long, khoai lang là những thực phẩm có chứa rất là nhiều chất xơ và chất enzyme kích thích tiêu hóa nên điều trị táo bón kinh niên rất là tốt. Để khắc phục hiện tượng táo bón thì chúng ta cũng có thể sử dụng vị thuốc khoan tả diệp. Khoan tả diệp hay còn gọi là cây tiêm diệp là một cây thuốc nam được sử dụng từ rất là lâu trong dân gian để điều trị chứng tiêu tích trệ, tức là đại tiện không tiêu. Ngoài ra thì cây còn được dùng trong y học để làm thuốc tẩy ruột sau phẫu thuật. Cây khoan tả diệp thì điều trị táo bón rất là hiệu quả và đây là một trong những cây thuốc điều trị táo bón tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cách dùng thì rất là đơn giản, an toàn, hiệu quả và đặc biệt là không gây đau đớn và không gây tác dụng phụ khi sử dụng.